Rồi ok các anh nha, hôm nay em sẽ quay cho các anh, review cho các anh cái cặp đèn cặp đôi hoàn hảo nha. Đó, cặp đèn giá rẻ mà chất lượng rất là ok luôn. Cặp đèn T8 5050 và 5054. Đó thì hôm nay em sẽ mix hai cái đèn này lại với nhau. Đó, rồi cho ra kết quả như thế nào thì hôm nay em sẽ cho các anh xem và em phân tích luôn cái ưu nhược điểm của hai cái đèn này. Rồi ok, bắt đầu em mở đèn nha. Em sẽ mở cây 5054 trước đi. Đó, rồi. Anh thấy không? Cái nước rất là trong luôn. Khi mà mở cái cây đèn 5054 này lên thì cái nước rất là trong xanh luôn. Đó, nước trong xanh. Nhưng mà con cá của mình á, bị cái là nó không có được đỏ lắm. Nó vẫn đỏ nhưng mà nó không có được đỏ nhiều nha. Rồi bây giờ em sẽ mở thêm cái cây 5050 T8 lên cho anh xem thử. Mở lên. Đó, mình thấy không? Nó khác biệt liền. Nó khác biệt rõ rệt liền. Đó, khi mà mix vô với cái cây 5055 á, là con cá của mình nó sẽ bật lên đỏ lên liền. Và các anh nhìn cái màu nước nè, nó đâu có bị đỏ đâu, nó đâu có bị ám hồng đâu. Đó, thấy anh thấy không? Rồi bây giờ nè, em tắt cái cây 5054 đi. Đó. Rồi, nếu mà chỉ đánh một cái cây 5050 á, thì cái màu nước mình sẽ thấy là nó sẽ hơi bị hồng nha. Cá thì đỏ nè, nhưng mà cái màu nước của mình cũng sẽ hơi bị hồng luôn. Đó, rồi bây giờ em bật lại cái cây 5054 lên, mít lên. Đó, thấy không? Cá vẫn đỏ mà cái hồ nước nó không hề bị đỏ. Là cái ánh đèn á, nó chỉ rọi đỏ đúng con cá thôi. Và cái hồ nước của các anh thấy không? Nó không có bị đỏ gì hết, nó không có bị ám màu gì hết. Rồi bây giờ em sẽ tắt cây 5055 đi. 5055 tắt đi. Đó, nhìn cá nè. Nó bớt đỏ hẳn rồi, mở lên 5050 lại nè. Đấy, thấy không? Đỏ cá liền. Đỏ cá mà nước trong liền các anh. Đó, là sao? Khi mà mix hai cây này với nhau á, các anh đánh cái cây 5050 ánh đỏ nhiều thì cá mình nó sẽ đỏ. Đó, và mix cùng với cái cây ánh trắng là cái cây T85054 là cái hồ của mình vừa sáng hồ, hai cây kết hợp với nhau sáng hồ, nước trong, cá đỏ. Đó, còn nếu mà các anh chỉ đánh một cây 5050 ánh đỏ thôi thì cái nước của mình nó sẽ bị đỏ. Nói chung là cá muốn đỏ nhiều á thì phải chịu là cái hồ nó cũng sẽ bị ánh hồng theo. Nói chung là cũng sẽ bị ám màu nước. Đó, còn cái đèn á mà làm sáng hồ trong màu nước thì ánh đỏ sẽ ít. Đó, nói chung cái điều đó là quy luật rồi. Nhưng mà khi mà mình kết hợp hai cái điều đó lại với nhau thì vừa sáng hồ vừa đỏ cá. Anh thấy không? Cá thì đỏ, nước thì trong, rất là ok luôn nha các anh. Cặp đôi thần thánh nha. Giá thì rất là rẻ rồi. Đó, T8 5050 5054. Rồi ok, các anh cần đèn thì liên hệ cho bên em liền nha. Ok, cảm ơn các anh.